chào các anh chị cô chú ha. Hôm nay là Nhiên test lại một con máy hàng mà nó hôm đó giờ nó hết hàng. Mà khi Nhiên test con này đảm bảo mấy anh chị sẽ thích thú liền, đảm bảo luôn, tại vì bo gời 100% ha. Đó, con máy sát trung, con máy trung nhưng mà dây dài tới 5m, là dây hàng dài 5m. Bây giờ Nhiên nói mấy anh chị, Nhiên sẽ test đũa lớn nhất của nó, đũa 3 ly 2 và 4 ly luôn. Tức là mình mấy anh chị mình sẽ biết thường thường á, Nhiên test máy á, là Nhiên hay nói về cái sức mạnh là nó có khả năng nó xài được tới đũa đó, nhưng mà ví dụ những cái đũa lớn á, là cái khi nó làm việc á mấy anh chị, là ví dụ như đạt hiệu suất là 50% hay 70%, còn đũa nhỏ nó làm việc 100%, thấy không? Cái đó hai vấn đề đó mình phải hiểu rõ chỗ đó chút xíu. Nhưng mà khi Nhiên test là Nhiên cho mấy anh chị thấy với một cái đũa lớn thì nó chảy như thế nào. Chẳng hạn giờ Nhiên test cái đũa 3 ly 2 đi, đúng không? Ok, test đũa 3 ly 2. Nghe cái nó chảy không? Đúng không mấy anh chị, nghe nó chảy là mình biết là nó chảy, là nghe cái tiếng của nó chảy ha. Mình nghe rất là đã, nó rất là mạnh. Cho mấy anh chị coi cái độ ngấu của nó nha. Đây nè, Nhiên sẽ cho mấy anh chị coi về cái đường chảy của nó với một cây đũa lớn ha. Đó đó, cho mấy anh chị coi nó chảy, nó ngấu, nó đẹp, nó láng bóng đường đũa hàng như vậy nè, đúng không? Đó, khi mình hàng sắt lớn, hàng đũa lớn. Bây giờ Nhiên test thử cho mấy anh chị xem một cái đũa 4 ly luôn, mình coi độ chảy nha. Anh chị nghe nè, đúng không? Khi mình đốt một cái đũa lớn nhưng mà nó chảy rất là ngọt, nó không có bị dấp. Đó, nhưng đốt một cái đũa lớn cho mấy anh chị coi, đũa 4 ly ha. Nhưng mà nó chảy rất là dễ dàng và nó không có bị dấp, nó không bị ngắt ha. Đó, mấy anh chị nghe, nó chảy mà nó không có bị ngắt hồ quang của mình ha. Đó, tức là cái này nó bù hồ quang tốt. Đây, cho mấy anh chị coi cái đường đũa hàng của nó khi mình hàng đũa 4 ly. Đó, thì mấy anh chị thấy cái đũa hàng của nó nếu mà 3 ly 2, 4 ly nó làm việc rất là ok như thế này. Thì mà tại sao mấy anh chị mình hiểu không? Bây giờ Nhiên sẽ cho mấy anh chị xem một cái đường test về đũa inox luôn, cho mấy anh chị coi khi nó hàng inox nó hàng ok hay không nha. Trời, nó mạnh quá, quá mạnh luôn. Ở đây là bao nhiêu ampe? Mới có 105 ampe mà nó lủng inox luôn, dày luôn mấy anh chị ha. Bây giờ Nhiên xuống gần cỡ 6 mấy ampe thôi là Nhiên hàng inox nè. Cho mấy anh chị coi. Ồ, này ngon à mấy anh chị ơi. À, đây, mới có 6 mấy ampe mà nó mạnh vậy nè. Hơi bị mạnh đấy. Bây giờ nè, Nhiên sẽ cho mấy anh chị coi nếu mà với inox mà nó 66 ampe, bây giờ Nhiên thử 40 ampe nha. Nếu mà nó hàng 40 ampe nó hàng được là ngon à, ngon dữ lắm à. Ok ha, 39 40 ampe đây. Rồi, bây giờ thử một cái đường này. Ok à. À, tức là mới ampe nó nhỏ nhưng mà nó chảy vẫn ok được, đúng không? Tức là khi mình hàng mỏng nó sẽ ok nè. Rồi bây giờ Nhiên sẽ giới thiệu cho mấy anh chị một con máy này nè, mình xem có đáng đồng tiền bát gạo hay không nha. Đây là một con máy CTC đó, công nghệ là của Nhật ha, đang lắp ráp Trung Quốc, bảo hành 15 tháng. Đặc biệt cái hàng này á, dây hàng của nó là dài 5m và dây mát nó dài 2m ha, kìm hàng đồ đầy đủ như thế này đó. Mấy anh chị thấy hàng inox nó lên nó bung ra nè. Đó, nó bung ra ha. Đó, ok ha. Rồi hàng đũa 4 ly mấy anh chị thấy nó chảy rất là ngọt, không bị dấp, tức là nó bù hào quang tốt. Rồi mình sẽ xem về bo mạch của con này. Đúng không? Mình xem bo mạch con này mấy anh chị thấy bo nó linh kiện rồi nè. Bây giờ mấy anh chị thấy nó linh kiện nó nổi lên hết đúng không? Đó, nó xài cái này nó xài hai cái tụ 680V, 680 UF, 450V ha, hai cái tụ lớn.
Đó, nhiều cái tụ nó 3 tụ, 4 tụ nhưng mà tụ nó chút xíu. Còn này là hai tụ lớn 680 UF. Thằng này đặc biệt á, tại sao mấy anh chị thấy nó 4 ly mà nó kéo không bị dấp? Tức là nó xài tới 4 con công suất IGBT 40N60. Đây một con, hai con, ba con, bốn con. Anh chị thấy rõ không? Thấy không? Ở dưới hai con, trên hai con là bốn con công suất 40N60. Rồi ở đây nó xài ba con diode mấy anh chị nha. 1 2 3 con diode nằm đây. Đó, thì mấy anh chị thấy rằng là rồi biến thế nó là biến thế lớn. Đây biến thế lớn, đó dây đồng. Rồi hai những cái cục nhôm này là những cục nhôm lớn nha. Đó thì mấy anh chị thấy một con máy này cái kết cấu của nó là cái bo nó lớn hết cái máy luôn. Chứ không phải con máy chà bá mà cái bo tí nị ha. Đó rồi cái cân nặng của con máy này nó nặng là 4 kg nha mấy anh chị. Máy không nó nặng 4 kg ha. Về cái kích cỡ của nó thì cho mấy anh chị mình xem. Nó dài khoảng chừng 31 thôi ha. Chiều cao của con này thì nó này nó cỡ trung trung nha mấy anh chị. Nhà nó dài cao khoảng chừng 27 thôi. Rồi cái chiều ngang của con này nhưng đo về dễ mình dễ hình dung ha. Khoảng tầm 12 thôi. Đúng không? Đó, rồi có đồng hồ điện tử, mặt trước có đồng hồ điện tử CTC 200T. Đó, có chỉnh lên mấy anh chị thấy là con này rất là thích ở chỗ là nó xài mà nó bù hào quang á, những cái đũa lớn nhưng mà nó chảy rất là ngọt. Những anh chị nào mình mua con này mình xài 3 ly 2 trở lại nhưng bao xài ha, bao xài xuyên suốt ha. Đó là 3 ly 2 trở lại, còn đũa lớn 4 ly là như test cho mấy anh chị xem về cái sức mạnh, chứ không phải mình mua con máy nhỏ nhỏ cỡ này mà mình về mình xài 4 ly là không phải ha. Đó, con công nghệ Nhật CTC bảo hành 15 tháng. Với cái giá bán của con này nhưng đang bán 1 triệu rưỡi. Giá này từ hôm trước tới giờ công ty CTC chưa tăng. À, chưa có tăng giá nha mấy anh chị. Rồi trong chương trình này được Nhiên tặng theo một cái kính hàng điện tử nữa à, tặng kèm theo một cái kính hàng điện tử nữa với giá 1,5 triệu thì giá này quá đặc biệt. Nhiên đảm bảo mấy anh chị trong những con máy bo mà bo linh kiện rời hết đó, luôn cả những thằng cao tiền chưa chắc là linh kiện rời giống như con CTC kiểu này ha. Và cái giá nó cũng rất là dễ chịu, giá nó có 1,5 triệu mà bốn con IGBT 40N60 là quá dữ. À, nên là khi các anh chị thấy là nó hàng là nó chảy rất là ngọt với đũa 4 ly. Rồi nó sẽ tặng theo cho mình là một cái búa chổi cước, một cái mặt nạ hàng nè. Đây mặt nạ hàng cầm tay như thế này, nó có cái kiếng trong này mấy anh chị ha. Nó có kiếng, nó có sách hướng dẫn trong này của CTC. Rồi nó có là một cái búa chổi cước kèm theo nữa. Đó máy là những bung ra cho mấy anh chị coi mặt trước mặt sau coi rất là rõ hết rồi ha. Nhìn mặt trước dây thì nó có dắt, dắt đỏ là dây dương, dắt đen là dây âm. À, vô cọc cộng cọc trừ á đó. Anh chị thấy một cái mẫu máy thiết kế rất là đẹp, đảm bảo cái con này nó chạy hàng dữ lắm. Nếu mà những người thợ đó đi mua xài công trình lặt vặt leo cao đồ đó, thì mình mua những con gọn gọn như thế này đi công trình cho nó dễ ha. Đó thì các anh chị có nhu cầu về sản phẩm như thế này hay đã xài rồi có ý kiến như thế nào ngon thì cho Nhiên một comment ngon, tại con này hôm trước Nhiên bán nhiều dữ lắm rồi nó hết hàng một thời gian ha. Còn dở cho thẳng comment con này dở đi đó, nó rõ ràng như vậy luôn cho mấy anh chị mình ai xem lại người ta biết cái mẫu nó có đáng mua hay không anh chị ha. Bảo hành 15 tháng là quá ok rồi. Nếu anh chị có nhu cầu như thế nào cứ liên hệ máy xây dựng Hồng Nhiên ha, comment bên dưới, nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Đây là một video test rất thực tế cho mấy anh chị xem từ trong ra ngoài một con máy luôn ha. Rất là cảm ơn quý anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Bye bye.